Hôm nay Lâm giới thiệu cho anh em mình ba cái mẫu dây cút nối nha, cút nối nhanh rồi là CH, do vì hình dạng nó giống như chữ H ha. Nó nói hai dây điện nè, nói hai dây điện nè, còn này là nói ba dây điện nhau. Đây, nói ba vào ba ra. Cái loại này là cút xe khai, chúng ta đè ở đầu, chúng ta đưa đầu dây điện vào. Cách sử dụng nè, đè đè đầu, đưa dây điện vào là nó sẽ ngàm ngược lại. Dây điện thì chúng ta tốt nhất là như vậy. Sử dụng cho dây đa lõi ha, có thể dây mềm hoặc dây cứng. Rồi, còn cái cút nối này là cút nối CH2 dạng bắt vít ha, nó có hai vào hai ra, chúng ta đưa đầu dây điện vào. Thì cái loại này á, dùng được dây khoảng dây được khoảng 2.5 ha, dây 2.5. Rồi sau đó chúng ta dùng cái tua vít chúng ta siết siết lại thôi đó là được. Còn tương tự đây là loại CH3 ba vào ba ra gọi là CH3. Chúng ta cũng tương tự, chúng ta cũng đưa đầu dây điện vào, dây thì cũng được do dùng được khoảng dây 2.5. Rồi đấy, đưa vào và siết đầu dây điện thôi. Đấy, cái chỗ ví dụ cái xe H3 này chúng ta muốn dùng một thì chúng ta phải dùng cắt chính giữa này. Đấy, chúng ta hãy cắt ha, cắt ra. Đấy, chúng ta hãy cắt như kiểu này, nó sẽ trở thành xe H2 và một cái xe H1 đó, kiểu vậy ha. Đấy, chúng ta hãy cắt ra để sử dụng linh hoạt. Và cái vị trí ở giữa này cũng là vị trí để chúng ta cố định ha. Chúng ta hãy đưa con ốc vít chúng ta bắt lên cái tủ điện ha. Đấy, chúng ta hãy dùng cái ốc vít kiểu này, chúng ta bắt cố định lên cái tủ điện hoặc thanh ray. Đó là cách sử dụng. Rồi, những cái loại này thì cái loại này mạ đồng ha, loại này mạ thiết. Đó. Cái loại bắt vít thì nó có vẻ chắc chắn hơn vì chúng ta có con vít, ống vít này chúng ta siết chặt. Còn cái loại này thì làm nhanh hơn, chúng ta chỉ đè cái đầu và chúng ta đưa cho điện vào, thế là xong. Rất là đơn giản, sử dụng đơn giản hơn. À, ví dụ đây. Rồi, xoắn đầu dây lại, rồi chúng ta đưa dây điện vào, rồi chúng ta là sẽ ngàm lại, ngàm khá là cứng trên đâu đây trong đây ha. Rồi, cảm ơn anh em mình đã xem video ngắn này ha, mình giới thiệu khúc nói nhanh CH2 và CH3.